Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách ban bạn trên cái dòng Marico là vô cùng hướng dẫn. Thì không cần phải mua và không cần phải thay thế nếu nó xảy ra cái trường hợp như thế này. Các bạn biết cái nguyên nhân vì răng mà mình là thốt cái vỏ nhựa của cái cụm web không? Vì khi chúng ta thốt cái vỏ nhựa ra rất dễ để chúng ta quan sát và chúng ta kiểm tra cái bệnh hoặc cái trường hợp nó xảy ra. Đó, như thế này là chúng ta nhìn nè, khi mà chúng ta quan sát bị thấy mà cái màu đen nó bị cháy như thế này nè trên cái cụm web thì chúng ta sẽ biết được nguyên nhân của hắn. Đó là bị cái cụm motor bị lỗi và là bó, thì nó bị lỗi, nó bó, nó không chạy thì nó dẫn đến cụm web chúng ta bị đứng. Khi mà bị đứng á thì cái sức nám của cái lô xoáy sẽ làm cháy cái cụm web chúng ta như thế này vì nó không quay được. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để xử lý luôn, không cần phải mua motor thay thế. Thì chúng ta chạy dịch vụ ít chứ thì chúng ta không cần phải mua luôn. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mở ra và xử lý luôn. Đó, thì trên cái web Rico 7500 thì mời các bạn theo dõi. Đây thì cái bước chuẩn bị thì chúng ta chỉ cần đơn giản mấy cái trục vít, mấy cái mỏ nhọn như thế này thôi. Tiền mở lấy cái motor rồi. Chúng ta sẽ mở lấy cái motor ra luôn. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà của Vinfico. Đây thì cái cụm motor chúng ta nhìn nói chung là giống như còn rất là mới, nhưng mà nó bị nạn này, thì chúng ta sẽ nó không quay, thì nó bị nạn như thế này nó không quay, thì chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ nại hơi cái này, chúng ta sẽ nại hơi cái bách hơi bên rồi. Thì khi chúng ta nại hơi cái bách hai bên rồi đó, bọn phải nhìn cái trường hợp trong này nè. Nhìn trong này nè, nó có hai cái hõm trong này, nhưng mà khi mà chúng ta nó bị rớt đi thì chúng ta cứ vặn kệ hết, chúng ta không ảnh hưởng gì hết. Nè, chúng ta chỉ cần tháo cái này ra và dập cho nó rớt cái cục ra. Đó. Vệ sinh sạch sẽ. Đó. Thì chúng ta dùng ta quay này mà thấy nó nhẹ. Chúng ta quay này, thấy nó nhẹ. Chúng ta sẽ lắp vào lại thôi, không có giấy, vệ sinh sạch sẽ thôi. Thì nó có cái đây phân biệt này, khi cái gờ này, nó có cái gờ này, đó, các bạn nhìn thấy không? Cái gờ này nó sẽ đi vào cái kẽ hở này, đó, bạn phải lưu ý để bỏ cho nó đúng cái chiều này, đó, rồi, ta đó lấy ta mà quay thấy nó nhẹ này, đó đây là bị nạn rồi này, nó nạn, khi nó nạn á. Dùng ta quay mà thấy nó nặng quá thì chúng ta phải tháo ra kiểm tra lại. Đó. Nó cắn một cái gờ nào đó rồi. Ta phải bẻ cam cái này lại. Nè, rất là nhẹ này, đó, nã là nẹn rồi, trừ là rất là nhẹ này. À. Bọn nghe tiếng kêu này. Đó, như cái bên đã chạy ok trơn tru rồi, thì chúng ta sẽ bóp lại thôi. Không cần phải thay luôn, bọn mới làm theo ý như mình đó. Món đồ khác rồi. Đó.
chúng ta quay lại này. Nè. Các bạn lén tên ngay vô này. Đó, chạy ok, mình sẽ lắp vô, mình bỏ thử cho nó chạy luôn các bạn xem này. Không cần mua luôn. Bỏ thì bỏ chứ không cần mua luôn. Đỡ tốn tiền. Rồi, lắp lại thôi. Nó chạy ít nhất phải về trăm cỡ trăm bọn, trăm ngàn bọn đi. Là bọn con này tứ hơi trăm mái ngàn con chứ. Ok, hơi trăm mái đến 300.000 con. Mà nếu mà chúng ta tận dụng này thì chúng ta sẽ thu lại được mớ tiền rồi. À, chỉ cần thố ra vệ sinh lắp lại này, con này trả như không liền. Rồi, ok. Bởi rứa là mình mới nói là các bạn là không cần đại cái vỏ lại luôn ha. Không cần lắp cái vỏ đâu vào. Đó, để cho nó trống cái cuộn web đấy. Chúng ta thái đi quan sát cũng khỏi xước cái lỗ sái của chúng ta. Tiến hành hành lắp vào cho nó chạy này. Cái này vẫn còn chạy lại đúng không? Rồi, rồi tiến hành lắp này. Nè, bọn nhìn này nha, nó có vạch đen chỗ đây nha. Nè. Để cho nó lạy nó chạy thì các bạn nhìn này, nó sẽ quay vào cái đoạn khóc. Chung là nhìn mắt thường thì không có thái đâu, khó thái đâu. Nhưng mà để chập nó chạy xong là để cho máy nó chạy là các bạn nhìn này. Mình xử lý cho nó chạy là các bạn nhìn. Nó quay đi thì giá nó chạy ra thì cái cục web nó sẽ chạy từ từ. Mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp luôn để các bạn nói là mình thay, mình không thay. Tất cả những cái con motor đó mình đều làm như vậy hết. Mình chạy đó, mình đã chạy coi như là hơn năm nay là không có mua cái con motor mua hết trơn. Máy chạy rất là ok nè. Máy cửa được chạy là một phách luôn rồi nè. Đó, cái máy này là bãi nam là chạy một cửa luôn, gãy cửa luôn nè. Đó. Nếu mà còn chạy hình ảnh các bạn nhìn nè. Qua cái bàn tay của thợ là nó khóc nè. Cửa mà mục luôn, nhưng mà chạy hình ảnh rất chi là nét. Bạn biết rồi, bởi đó bọn mình chỉ cần theo dõi kênh của mình, làm theo hướng dẫn của mình là coi như máy nào cũng bày hết trơn. Bọn nhìn bãi nam mà hư cửa mà giòn ố với là cái giòn vỏ bọn như thế còn mức can luôn này, có bỉ cái cửa thôi. Nắp ADF là thố cắt luôn, cắt để dành luôn chứ đâu có chạy đâu mà mua chạy là lắp vô đó, thố nó cắt luôn không gọn bởi vì không phô nhiều, phô thì phô một mái thôi. Mình sẽ kiểm tra. Nếu mà bọn quan sát kỹ ở trong luôn á. Đó, đây. Đó, mình chỉ ngay tay này. Đây này. Bọn nhìn này, đó thằng này quay chưa đó, quay đây chưa. Đó, ngay chỗ con đó.
Rồi, mình sẽ tóm dần cho bọn xem thì nó có quay không các bạn biết này. Trời, video nó hơi lao này. Trời, hết cái đống sách này chắc hơi lao đó. Đó, thấy chưa? Bọn nhìn nè. Cái đèn nó, hồi nãy cái đèn nó trừ nó chạy lên trên đây rồi nè. Trừ là nó còn tắt có một ráng là chứng nữa thôi. Con nó sống lại rồi nè, thấy chưa? Đó. Như vậy là xong. Đó. Cách để xử lý cái motor tạm thời chả ok. Kiếm lại được thời cái motor nữa là mua sao cũng được. Đó. Thôi, như vậy là xong. Các bạn nhớ like, subscribe một kênh để có nhiều video mới và những cái video chất lượng hình ảnh cũng như sách dạy cho các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn.